Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng giờ bà bán hết chưa? Bán hết rồi, còn 2 lá. Vậy hả? Bà nay nhiêu tuổi rồi? 85 tuổi. Bà tên gì dạ? Tên A. Tên An hả? A. A hả? Dạ. Rồi sáng giờ bà ăn gì chưa? Chưa hả? Thì bà ơi, hôm nay hội đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương có cô Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh á bà. Phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Dạ, xin trao tặng cho bà 100.000, một chút yêu thương, một chút niềm vui trong cuộc sống nha bà. Dạ, con xin trao tặng cho bà 100.000 tiền của... Cảm ơn. Dạ, cô Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh đó bà. Dạ, cảm ơn cậu. Cảm ơn Mạnh Thường Quân của thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, dạ. Bà cùng con niệm Phật hồi hướng công đức lành nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi để tôi lấy số bát luôn chú. Dạ rồi, con chào bà.